Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2021. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Một đầu bếp gốc Việt đã nấu cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ một bữa ăn tối giá hơn 5.600 đô la. Một bữa ăn tối cho 32 thực khách ở Napa, California, trong đó có dân biểu Nancy Pelosi là Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, với giá tổng cộng là 180.000 đô la, vị chi là 5.625 đô la cho một người cho bữa ăn tối, được ông Charles Phan, đầu bếp gốc Việt nhà hàng The Slanted Door, vừa đưa món ăn Việt Nam vào bản đồ ẩm thực thế giới. Ông Charles tặng toàn bộ tiền thu được cho Festival Napa Valley Arts for All Gala ở San Helena, cách Napa khoảng 18 dặm về phía bắc. Đang tham dự hội chợ Hawaii Food and Wine Festival tại Honolulu, Hawaii vào hôm thứ Sáu 12 tháng 11, thì ông Charles nói với phóng viên Nhật báo Người Việt rằng tuy ông thường xuyên đấu giá những bữa tiệc thiện nguyện, đây là lần đầu tiên ông được trả 180.000 đô la cho một bữa ăn tối có 32 người. Tôi không ngờ người ta lại chịu trả giá cao như vậy để ăn các món do tôi nấu. Ông Charles là thành thật nói, có thể là vì cố gắng thắng cuộc đấu giá, người ta mới điên lên vậy thôi. Nhưng tất cả đều cho thiện nguyện thì cũng chẳng điên gì lắm đâu. Ông kể khi cuộc đấu giá một bữa ăn do ông dự định nấu cho 9 cặp là 18 người, lên đến 90.000 đô la, và một nhóm khác thì nhất định không chịu thua, ông quyết định nấu cho cả hai nhóm. Ông kể khi đấu giá thì những thực khách này hoàn toàn không biết tôi sẽ nấu món gì, họ chỉ đoán là món ăn Việt Nam thôi. Không muốn kể hết tất cả, nhưng ông cho biết một số món trong thực đơn của bữa ăn tối giá 5.625 đô la một người này, bao gồm có gỏi tôm thịt với nước chấm sốt miso, đặc biệt bánh bột lọc, chân vịt om nấm đông cô và chả cá halibut thăng long với mắm ruốc. Dĩ nhiên thì ông Charles đã nổi tiếng nhiều năm sau khi thành công với nhà hàng cao cấp The Slanted Door ở San Francisco mà ông khai trương năm 1995. Bữa tiệc 100.000 đô được đãi tại địa điểm mới của nhà hàng The Slanted Door thuộc thành phố Napa. Nhà hàng này sẽ chính thức khai trương vào mùa xuân năm 2022, ông Charles cho biết. Ông chọn Napa làm địa điểm cho nhà hàng mới vì thời tiết dễ chịu. Ngoài ra, Napa có tiếng là khu vực có nhiều nhà hàng ngon và nhiều lò rượu vang xuất sắc thu hút được giới sành điệu ẩm thực. Ông nói địa điểm này rộng 8.000 feet vuông, có chỗ ngồi ngoài vườn và tôi đoán thực khách địa phương tương lai sẽ là giới thành đạt. Ngoài ra, lượng khách du lịch cũng sẽ rất đông. Ông Charles Phan, có tên Việt Nam là Phan Thanh Toàn, sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, ông cùng gia đình vượt biên bằng đường biển và đến đảo Guam. Hai năm sau, ông định cư tại San Francisco. Ông học 3 năm ngành kiến trúc tại Đại học danh tiếng UC Berkeley. Vì chọn San Francisco làm quê hương thứ nhì của mình, nên ông Charles là quyết định khai trương nhà hàng The Slanted Door đầu tiên tại đây. Nhà hàng này thành công ngay lập tức và tiếp tục được nhiều nhà phê bình ẩm thực toàn quốc khen ngợi. Năm 2004, thì ông Charles giành được giải thưởng James Beard cao quý cho hạng mục đầu bếp xuất sắc nhất California. Có thể một trong những yếu tố khiến cho ông Charles thành công là vì ông tin rằng nhiệm vụ của chủ nhà hàng là phải giữ gìn truyền thống văn hóa. Thức ăn là cả một quá trình lịch sử, ông nói. Người ta có thể hiểu nhiều điều về một nền văn hóa qua việc quan sát cách thức nấu nướng và các món ăn của một dân tộc. Ngoài các nhà hàng, The Slanted Door ở San Francisco đang sửa sang lại, ở San Ramon đang hoạt động, ở Napa sắp khai trương, thì ông Charles còn sở hữu các nhà hàng khác ở The Golden City như Out the Door, Academy Cafe, Heaven Dog và The Hot Water và Rice and Bone ở Worcester Hall trong Đại học UC Berkeley. Ông Charles nhắn nhủ những học sinh còn phân vân chọn ngành nghề phù hợp. Cha mẹ có thể muốn con cái chọn nghề vững chắc, nhưng những người trẻ tuổi nếu muốn thành công phải tự chọn cho mình một nghề mà mình thực sự yêu thích. Ông nhấn mạnh đó là yếu tố quan trọng dẫn tới thành công.
Nếu muốn thành công, phải tự chọn cho mình một nghề mà mình thực sự yêu thích. Ông nhấn mạnh, đó là yếu tố quan trọng dẫn tới thành công. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì Mỹ đã truy tố một thiếu niên gốc Việt đốt nhà làm thiệt mạng 5 người trong một phiên xử tại tòa án vào hôm thứ Sáu 12 tháng 11. Thiếu niên Kevin Bùi cho biết lý do phóng hỏa là vì nhầm tưởng người trong căn nhà đã lấy trộm điện thoại di động của nghi can. Ông Martin Egerhoff, chánh án tòa thượng thẩm địa hạt Denver, cho biết có đủ bằng chứng để tiến hành truy tố hai thiếu niên và ra lệnh giam giữ mà không được đóng tiền thế chân tại ngoại. Cả hai nghi can đều 16 tuổi khi bị bắt hồi tháng Giêng năm 2021 và đang bị xét xử như một người trưởng thành. Luật sư biện hộ hiện đang tìm cách chuyển vụ án của cả hai sang tòa vị thành niên. Ngọn lửa bùng lên vào rạng sáng, giết chết ông Gibril Dion, 29 tuổi, và vợ là bà Aja Dion, 23 tuổi, cùng bé Khaja, con gái 2 tuổi của cặp vợ chồng này. Ngoài ra còn có cô Hassan Dion, 25 tuổi, là em gái của người chồng, và bé Hawa Bay, đứa con gái sơ sinh của nạn nhân. Ba thành viên khác trong gia đình may mắn thoát khỏi ngọn lửa bằng cách nhảy từ cửa sổ tầng thứ 2. Trong phiên điều trần hôm thứ Sáu, theo ông Neil Baker là cảnh sát điều tra của Denver County, cho biết bị cáo Kevin đã thú nhận hành vi phạm tội sau khi bị bắt. Thiếu niên Kevin khai với cảnh sát rằng nghi can lần theo chiếc điện thoại bị đánh cắp đến ngôi nhà phía đông bắc Denver, rồi nghi can và hai đồng phạm đổ xăng và châm lửa phóng hỏa. Sau khi xem các tin tức về vụ cháy, thì nghi can Kevin mới nhận ra các nạn nhân không phải là người cướp điện thoại, theo cảnh sát Baker. Tội ác của các thiếu niên này làm dấy lên nỗi lo sợ trong cộng đồng người Senegal ở Denver vì nạn nhân là những người Hồi giáo nhập cư. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một người phụ nữ Việt được vinh danh là chuyên gia vật liệu hàng đầu tại Úc. Người phụ nữ Việt phát triển vật liệu phủ chống cháy ở Úc có tên là Kate Nguyễn, một nữ tiến sĩ người Việt được vinh danh là chuyên gia vật liệu hàng đầu tại Úc nhờ góp phần ứng phó cháy rừng tại nước này. Tạp chí Reuters Magazine 2021 của Úc mới đây vinh danh cô Kate Tường Nguyễn là chuyên gia vật liệu tổ hợp hàng đầu tại Úc nhờ phát triển một vật liệu phủ giúp ứng phó với cháy rừng vốn thường xuyên xảy ra ở nước này. Từ thực tế cháy rừng, tốt nghiệp đại học tại Việt Nam với các bằng kỹ sư hóa học và kỹ sư vật liệu, cô lên đường sang Úc du học và lấy bằng tiến sĩ kỹ sư dân dụng tại Đại học Melbourne. Cũng tại đây cô mong muốn được dùng chuyên môn của mình để hạn chế thiệt hại đối với nhà cửa, công trình ở nông thôn trong các trận cháy rừng tàn phá nhiều nơi trên đất nước Úc. Kate chia sẻ rằng, sau khi sang Úc học tiến sĩ vào năm 2011, cô biết đến nhiều vụ cháy rừng dữ dội trong những tháng hè. Điều này khiến cô nghĩ đến giải pháp từ góc độ chuyên môn ngành vật liệu và xây dựng. Theo tờ The Australian, chuyên gia 38 tuổi này đang phát triển một vật liệu phủ chống cháy cho các công trình ở nông thôn. Theo cô thì tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng gia tăng theo biến đổi khí hậu và ngày càng đe dọa tính mạng con người. Môi trường và nhà cửa, những trận cháy rừng thường lan nhanh và công trình ở nông thôn sẽ chỉ cần chịu được nhiệt, lửa trong thời gian ngắn trước khi nguy hiểm qua đi. Đây cũng là lý do cô nảy ra ý tưởng bổ sung vật liệu phủ trên các công trình hiện hữu để kéo dài thời gian chịu nhiệt. Đến mong muốn chống cháy bền vững, nữ tiến sĩ hiện là giảng viên cấp cao tại Đại học RMIT và kỹ sư trưởng của Cladding Safety Victoria, viết tắt là CSV. Sáng kiến của chính quyền từ bang Victoria nhằm chống cháy cho các công trình bằng vật liệu phủ. Cô đang phát triển lớp phủ chống cháy cho các công trình trong một dự án độc lập được tài trợ bởi quỹ dành cho những nhà khoa học nữ của L'Oréal UNESCO. Theo Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Úc, nước này thường xuyên đối phó những đợt cháy rừng nghiêm trọng, trong đó có mùa cháy rừng gần đây vào năm 2019-2020 gây thiệt hại nặng trên diện tích hơn 18.630.000 ha. Ít nhất là 34 người thiệt mạng dưới tác động trực tiếp, bên cạnh hơn 9.350 nhà cửa công trình bị thiệt hại với ước tính thiệt hại vật chất lên hơn 103 tỷ đô la. Lớp phủ do cô phát triển khác với những tấm chống nóng bên ngoài tòa nhà. Những tấm chắn đó có thể gây nguy hiểm và từng bị cho là nguyên nhân gây cháy lan tại chung cư Grenfell ở London, Anh vào tháng 6 năm 2017, khiến cho 72 người thiệt mạng.
Do đó, việc sử dụng những tấm chắn bên ngoài các tòa nhà ở Úc đã bị nhiều người chỉ trích. Cô Kết cho rằng, việc phân tích các vấn đề liên quan đến tấm chắn xảy ra gần đây cho thấy một số người chưa có cái nhìn toàn diện về công trình. Theo đó thì các tấm chắn có thể giúp kiểm soát nhiệt độ tòa nhà tốt hơn, nhưng vấn đề an toàn phòng cháy luôn phải là yếu tố quan trọng hàng đầu. Lớp phủ giống như là ceramic mà chuyên gia này đang phát triển là lớp chống cháy phủ lên tường tòa nhà và có chức năng như lớp bảo vệ ngoài. Vật liệu này còn lấp đầy những khe hở giúp tăng khả năng chống cháy và chống nóng. Hiện thì cô đã thành công trong việc dùng vật liệu giúp giảm nhiệt và áp lực cần thiết để chế tạo lớp phủ cùng với các đối tác công nghiệp. Cô dự kiến sẽ đưa vật liệu phủ chống cháy thương mại hóa trong vòng 1 năm. Đáng chú ý, vật liệu do cô phát triển còn được làm từ rác thải công nghiệp và xây dựng, giúp sáng kiến mang tính bền vững. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì bạo loạn trong nhà tù làm cho 68 người chết ở Ecuador. Ít nhất là 68 tù nhân đã thiệt mạng và 25 người khác đã bị thương trong một vụ bạo lực trong đêm tại nhà tù Penitenciaria del Litoral gần thành phố Guayaquil của Ecuador. Theo hãng tin Reuters thì bạo động đã nổ ra vào đêm 12 tháng 11 giờ địa phương, tại chính nơi từng xảy ra vụ 119 tù nhân bị giết vào cuối tháng 9 trong vụ bạo lực nhà tù tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của Ecuador. Các tù nhân tại nhà tù này thuộc các băng đảng khét tiếng khác nhau đã sử dụng dao, súng và chất nổ tấn công lẫn nhau. Chính phủ nước này cho rằng các cuộc đụng độ bạo lực được châm ngòi từ các băng đảng buôn ma túy nhằm giành quyền kiểm soát các nhà tù. Hàng chục người đã tập trung bên ngoài nhà tù vào chiều ngày 13 tháng 1 để chờ tin tức của những người thân, trong đó nhiều người cho biết đã không nghe tin gì kể từ chiều ngày 12 tháng 11. Bà Cristina Monserrat, 58 tuổi, vẫn chưa nhận được tin tức gì về người em trai của mình, đã thụ án tù ở đây trong 1 năm. Những gì đang xảy ra bên trong nhà tù thật là đáng sợ. Con người giết nhau và điều đáng buồn nhất là họ không có lương tâm. Tôi luôn cảm nhận em trai tôi còn sống, bà Monserrat nói. Bà kêu gọi chính phủ Tổng thống Guillermo Lasso phải làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ người nghèo. Hệ thống nhà tù của Ecuador trong những năm gần đây đã rơi vào tình trạng quá tải với điều kiện sống thật là tồi tệ. Hồi tháng 9, thì Tổng thống Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày đối với hệ thống nhà tù, theo đó cho phép quân đội hỗ trợ kiểm soát các nhà tù. Hôm 13 tháng 11, Tổng thống Lasso kêu gọi Tòa án Hiến pháp cho phép quân đội vào các nhà tù thay vì chỉ bảo đảm an ninh bên ngoài. Tuy nhiên, tòa án nói rằng cần có một giải pháp tốt hơn cho cuộc khủng hoảng nhà tù, chứ không chỉ là các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Chính phủ tuyên bố đã kiểm soát được tình hình vào tối ngày 13 tháng 11, đồng thời cho biết đang họp với các nhóm nhân quyền và Liên Hợp Quốc để xử lý tình hình. Làn sóng hỗn loạn. Trong một cuộc họp báo trước đó, trong ngày, Thống đốc tỉnh Guayas, ông Pablo Arosemena cho biết vụ hỗn loạn mới nhất bắt nguồn từ khoảng trống quyền lực sau khi thủ lĩnh băng đảng được thả. Thực tế bùng nổ vấn đề là không có thủ lĩnh của băng đảng nào trong các phòng giam này vì vài ngày trước tù nhân đó đã được thả. Ông Arosemena nói và cho biết vì vậy các băng nhóm tranh giành quyền kiểm soát và xảy ra cuộc thảm sát kinh hoàng. Đã có một làn sóng bạo lực trong các nhà tù ở nước này, nơi giam giữ khoảng 39.000 tù nhân kể từ sau vụ thủ lĩnh băng đảng Los Choneros Rasquina bị sát hại vào tháng 12 năm 2020, chỉ vài tháng sau khi y ra tù. Các quan chức cho biết cái chết của Rasquina vào thời điểm đó đã khiến các băng nhóm ít nổi tiếng hơn cạnh tranh để giành quyền kiểm soát các nhà tù ở Ecuador. Các cuộc xung đột băng đảng có liên quan đến sự cạnh tranh để liên minh buôn bán ma túy với các băng đảng quốc tế. Hồi tháng 2, thì vụ bạo loạn khiến cho 79 tù nhân thiệt mạng là động thái đáp trả cái chết của Rasquina. 22 người khác đã chết trong một cuộc bạo động hồi tháng 7. Các tù nhân tại ít nhất 2 nhà tù khác ở các tỉnh Azuay và Cotopaxi hôm 13 tháng 11 cũng đã tuyên bố tuyệt thực nhằm thể hiện tình đoàn kết với các tù nhân tại Penitenciaria del Litoral, cơ quan quản lý nhà tù C9 cho biết trên Twitter. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì những người chống chích ngừa vaccine COVID-19 đã bày ra cách tắm hàn the để giải độc. Những người bài vaccine đang truyền nhau bí kíp giải độc cơ thể sau khi chích ngừa bằng cách tắm trong chất tẩy rửa gia dụng có chứa hàn the. Những người bài vaccine trên mạng xã hội
Mỹ đang giới thiệu nhiều phương pháp không có căn cứ khoa học cho một bộ phận người mà đã miễn cưỡng chích vaccine COVID-19, nhưng nay lại hối hận về điều này, NBC News đưa tin. Bản tin của kênh truyền hình Mỹ đặc biệt đề cập đến tài khoản TikTok có tên là Kerry Mades, người đã chia sẻ thành phần của một hỗn hợp dùng để tắm mà cô khẳng định là sẽ giúp giải độc vaccine. Mades là bác sĩ nắn chỉnh xương với hơn 43.000 người theo dõi trên Instagram. Video TikTok của cô đã thu về hàng trăm nghìn lượt xem. Giải pháp của cô ấy: tắm với baking soda để gây bức xạ và muối ép sầm để khử chất độc. Phóng viên Ben Collins từ NBC viết trên Twitter. Sau đó thì cô ta nói hãy thêm hàn the để làm sạch những thứ thuộc về công nghệ nano. Các phương pháp giải độc từ lâu đã giữ một vai trò quan trọng trong phong trào bài vaccine. Collins cho hay, rất lâu trước khi có COVID-19 thì những người chống vaccine có ảnh hưởng và các nhà kinh doanh biện pháp điều trị thay thế đã quảng bá về những phương pháp chưa được chứng minh và đôi khi nguy hiểm mà họ tuyên bố là sẽ giúp cho trẻ em loại bỏ được các chất độc được cho là tồn tại trong cơ thể sau khi chích ngừa. Hàn the có thể được dùng để diệt côn trùng và xử lý nấm mốc là chất có khả năng ăn da và gây hại. Dana Hodgkinson là giám đốc phụ trách phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm từ hệ thống y tế Đại học Kansas cho biết, tôi nghĩ đây chỉ là cách họ bịa ra để kiếm tiền. Hodgkinson nhấn mạnh không có bất kỳ dữ liệu khoa học hay bằng chứng y khoa nào về tác dụng của phương pháp này. Hodgkinson cũng cảnh báo về việc sử dụng tinh dầu để điều trị hoặc ngăn ngừa COVID-19, điều mà Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cũng đã lưu ý trước đó khi xuất hiện những tin đồn trên mạng. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một người đàn ông Hoa Kỳ đã bị tù oan trong 26 năm đã được ân xá. Một người đàn ông ở Bắc Carolina bị kết tội giết người và bị tù 26 năm đã được thống đốc ân xá. Dante Sharp đã kêu oan để chứng minh vô tội kể từ khi bị bắt vào năm 1994. Ông ra tù vào tháng 8 năm 2019. Tôi đã được minh oan, ông nói với các phóng viên vào hôm thứ Sáu. Nó đã chút đi gánh nặng lên vai tôi và gia đình. Tin tức được đưa ra sau một bộ phim tài liệu của BBC nói về sự sai lầm của công lý trong trường hợp của Donald Sharp. Thống đốc Roy Cooper cho biết trong một tuyên bố thông báo ân xá rằng ông đã xem xét cẩn thận vụ việc và những người đã bị kết án sai như ông Sharp xứng đáng được thừa nhận sự bất công đó một cách đầy đủ và công khai. Với sự ân xá đầy đủ thì ông Sharper sẽ có thể nộp đơn yêu cầu chính phủ bồi thường. Ông Sharper nói thêm, sự tự do của tôi vẫn chưa hoàn thiện, chừng nào những người vô tội khác chờ được ân xá. Tôi đã ở đó và biết rằng có những người vô tội và biết rằng hệ thống của chúng ta đang sai lầm và cần được thay đổi. Ông Sharper là thành viên của Forward Justice, nơi ông ủng hộ việc cải cách tư pháp hình sự ở Bắc Carolina. Ông bị kết án với tội danh giết người cấp độ 1 liên quan đến việc giết chết George Ratcliffe. Nhiều tháng sau phiên tòa, một nhân chứng tuổi tin cho tiểu bang đã rút lại lời khai của cô. Phải mất hơn 2 thập niên thì Sharp mới được minh oan và ra tù. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì tiền đóng hàng tháng cho phần B của Medicare đã tăng là 21.6 đô la năm 2022. Tiền đóng hàng tháng cho phần B của Medicare sẽ tăng thêm khoảng 21.6 đô la mỗi tháng vào năm 2022, một trong những mức gia tăng lớn nhất từ trước tới nay. Theo bản tin của hãng thông tấn AP, thì giới hữu trách trong cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng 11, nói rằng chi phí cung cấp loại thuốc trị bệnh Alzheimer mới được chấp thuận gần đây đã góp phần tạo nên một nửa số tiền gia tăng này. Sự gia tăng về tiền đóng cho phần B, nói tóm tắt là bảo hiểm để chi trả cho bác sĩ dịch vụ thuốc phòng ngừa, thử nghiệm, chẩn đoán, sẽ làm mất đi một khoản đáng kể trong số tiền gia tăng trung bình là 92 đô la mỗi tháng cho người nghỉ hưu và lãnh tiền già, tức là tiền an sinh xã hội trong năm tới. Các giới chức điều hành chương trình Medicare nói với các phóng viên rằng khoảng một nửa mức gia tăng 21.6 đô la là để dự trù chi trả cho thuốc Aduhelm của công ty dược phẩm Biogen. Liều lượng thuốc Aduhelm dùng để trị bệnh Alzheimer trong một năm sẽ có chi phí vào khoảng 56.000 đô la cho mỗi bệnh nhân.
việc điều trị bằng thuốc này sẽ tạo thêm phí tổn điều trị bên ngoài bệnh viện vì sẽ được truyền vào máu bệnh nhân tại phòng mạch bác sĩ và trả theo phần B. Đây là vấn đề đang có nhiều tranh cãi về một loại thuốc đắt tiền dùng để trị một chứng bệnh ảnh hưởng tới hàng triệu người, ảnh hưởng tới ngân sách của chính phủ và cũng là gánh nặng tài chính cho những người khác, cho dù họ không mắc bệnh. Theo các giới chức nói trên, thì những người không mắc bệnh hoặc là chưa mắc bệnh, Alzheimer không được miễn trả chi phí cho thuốc Aduhelm vì số tiền phải chi ra quá lớn lao. Số tiền trả phần B hàng tháng sẽ là 170.1 đô la cho năm 2022. Theo giới hữu trách, chỉ mới hồi tháng 8 năm nay thì các giới chức điều hành chương trình Medicare chỉ ước tính là có sự gia tăng khoảng 10 đô la từ con số hiện nay là 148.5 đô la cho năm 2022. Bà Chiquita Brooks-Lashore, người đứng đầu chương trình Medicare, cho biết việc gia tăng tiền trả hàng tháng cho phần B năm 2022 là thêm một chỉ dấu nữa về việc giá thuốc cứ tiếp tục tăng cao, đe dọa khả năng chi trả cùng là sự bền vững của chương trình Medicare. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì lực lượng vệ binh quốc gia Oklahoma đã từ chối nhiệm vụ chích ngừa của liên bang. Lực lượng vệ binh quốc gia Oklahoma đã từ chối yêu cầu chích vaccine của Bộ Quốc phòng vào hôm thứ Năm, nói với quân đội rằng họ sẽ không bị phạt hoặc bị trừng phạt vì không chích ngừa vaccine COVID-19. Lệnh được truyền từ tướng Thomas Mancino, người được thống đốc Đảng Cộng Hòa của Oklahoma bổ nhiệm vào đầu tuần này. Kevin Stitt trái ngược với người đương nhiệm trước đó, người đã chủ trương chích ngừa cho tất cả binh lính và không quân. Tuy nhiên, một phát ngôn nhân của thống đốc nói với hãng tin AP rằng sự thay đổi lãnh đạo không liên quan gì đến nhiệm vụ. Stitt, người chống lại quy định về vaccine của liên bang, đã viết một lá thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin yêu cầu đình chỉ nhiệm vụ vaccine cho lực lượng vệ binh quốc gia của Oklahoma. Nhiệm vụ này đã vi phạm quyền tự do cá nhân của nhiều người Oklahoman vì nó yêu cầu họ hy sinh niềm tin cá nhân để không bị mất việc làm. Stitt nói trong bức thư, tất cả các vệ binh quốc gia của chúng tôi rất coi trọng lời kêu gọi này. Đây là những công dân yêu nước, những người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ những người khác trong cộng đồng của chúng tôi trong những thời điểm cần thiết nhất. Stitt nói thêm rằng, thật là vô trách nhiệm khi yêu cầu tiêm vaccine sẽ hạn chế số lượng người mà ông có thể gọi trong những trường hợp khẩn cấp của tiểu bang. John Kirby là phát ngôn nhân của ngũ giác đài, nói với Washington Post, chúng tôi sẽ phản hồi một cách thích hợp. Hơn 800 thành viên đã không chích vaccine, mà thống đốc tuyên bố là 10% lực lượng, bức thư của Stitt cho biết. Các vệ binh quốc gia thường được nắm dưới quyền của thống đốc, nhưng tổng thống có quyền điều động bất cứ lúc nào. Thành viên vệ binh quốc gia chiếm 28% trường hợp tử vong có liên quan trong quân đội, số người chết cao nhất trong số các lực lượng vũ trang, theo số liệu của ngũ giác đài xem xét bởi Washington Post. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Và đừng quên nhấn nút like và nhấn nút subscribe nếu quý vị đến đây lần đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại!